bạn nhá, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn những em nhỏ mới học cách làm diều cho bạn nhá. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các em ấy làm diều. Đây các bạn này, đây là mình cần những thứ là, đầu tiên là cần tre, cần dao các bạn nhá, cần dao, mi cần tứ bóng, mi dây chỉ các bạn nhá. Đây mi cả nó keo quay, những ai làm diều to to hơn thì dùng keo quay các bạn nhá. Đây mình sẽ bắt đầu làm nhé, mọi người cũng thử vào với cả một ít rẻ các bạn. Đây, cần rẻ các bạn biết rẻ làm chưa? Để quấn vào tay nhé. Nhưng ai mới ấy em nhỏ thì nên quấn vào tay này làm cho nó đỡ bị đứt tay các bạn. Rồi xước lúc mình vót nó đỡ bị xước các bạn. Đây, mình dặn thông thường các bạn nhá. Đây, mình buộc đây nhá. Thì tí mình vót nó đỡ bị xước tay các bạn. Nhưng ai bảo mình hơi thừa thì nó không thừa đâu các bạn. Thế là cho những người mà chưa biết thôi các bạn. Thì sao các bạn làm trước thôi nhá. Đây. Mình đây chỉ là làm gọi là dạy các bạn những người làm trước biết làm thôi các bạn nhé. Đây các bạn. Các bạn lấy đầu rồi. Đấy, bây giờ bằng đây em lấy điểm giữa các bạn nhé. Mình chia ra mình này. Thật con đầu bên này. Đây thế là bằng nhé. Còn cái này thì nó cũng tiếp theo như thế. Đây mình lấy một điểm giữa. Đây mình lấy điểm giữa vào bên này. Đây các bạn thật, cứ thật như mình nhé. Vào tay các bạn nhé. Đấy, thế là mình còn được hai đoạn bằng nhau đấy nhé. Thì mình bắt đầu tiến hành vót các bạn nhé. Thì các bạn bắt đầu rồi dạy cho mình đều đều. Trước tiên mình dạy hình vuông trước các bạn nhé. Dạy diều mới đầu người ta muốn thành hình tròn trước thì ta lấy hình vuông các bạn. Đây là tam quán nào. Đây là ông ấy chèn non. Thêm một con dao đi. Các bạn chọn dao cũng dao sắc tương đối nhé. Đấy các bạn nhìn nhỏ. Trước tiên các bạn nhẽo cho mình hình thành hình vuông. Nếu hình tròn các bạn đéo hình vuông cho mình nhé. Các bạn cứ nhậu, bây giờ các bạn cứ nhậu ba cạnh. Cái dẻo cũng có tác dụng của nhau, nó đỡ xước tay các bạn. Mới là như thế là che già thôi nhá. Che non là nó hay quắt nó bị héo vào là nó ngót vào là nó bị gãy khung mình các bạn ạ. Bạn tìm che mình che già mà che có đốt to các bạn, đốt càng to càng tốt. Cái mấu ấy, mấu che nó to ấy thì gọi là che được các bạn. Đấy xong rồi bây giờ nhá, nó thành hình vuông rồi các bạn, để nó thành hình vuông rồi nhá. Thì các bạn vót bốn cạnh. Giờ các bạn cũng có bốn cạnh nhá, bốn cạnh vuông ấy và vót đi. Che mình ở đây nó che nó không được thẳng bạn, nó cong thì mọi người xem không cả. Mới đầu các bạn vót điểm từ đây nhiều rồi để lấy cữ đó. Xong sau mình thu ở chỗ này sau. Như em mình chia đây nhá, mình vót đây trước xong rồi đây xong tí mình thu đây sau.
Vì tùy theo các bạn là thích diều của mình không cứng hay là không yếu. Nhưng tránh trường hợp vắt đi ở hai từ khúc giữa này đến khúc giữa ở bên này nó yếu quá các bạn. Không yếu thế là lúc nó đâm lên nó hình chữ V các bạn nha. Đừng đéo đéo này nữa thì tuốt các bạn, đéo này là nó xước vào trong các bạn. Các bạn chỉ tuốt thôi, tuốt này, tuốt nhẹ nhàng các bạn. Các bạn tuốt này, tuốt nắn để cho nó thành khuôn các bạn nhé, thành nếp đấy. Tuốt này cho nó mềm mại cái tre đi, dụ cái tre nó đang cứng, tuốt để cho nó thành mềm theo. Đấy, tuốt này đấy các bạn. Này bạn vuốt đi, vuốt nhẹ thôi các bạn nhé, vuốt nhẹ thôi nhá, đừng vuốt mạnh để cho nó đều thành tre. Đấy các bạn nắn thử đấy, các bạn thấy độ mềm mại đều như nhau rồi thì là được các bạn nhé. Đấy này, mình đây là làm khung nó cứng nha các bạn nhé, này nó cứng hơn thì sau này mình đâm lên nó không bị chữ V các bạn, cả gió to đến mấy nó không V đấy các bạn nhé. Vuốt đều rồi. Rồi, thế là mình xong một cái nhé. Còn mình sẽ làm cái thứ hai các bạn. Chơi như này nó to quá. Thì theo em sẽ sở thích là cũng cứng nhưng mà anh thì không chịu không vừa vừa. Cứng như thế này. Đấy các bạn, các bạn lại làm tiếp như mình như khung vừa đấy nhá, cũng đéo cho nó vuông đi. Cho là tre này nó ngoắt đi cũng thiếu gì. Đây các bạn, đéo cũng vuông các bạn nhé. Đấy, tre này nó tươi nhưng mà các bạn là chọn là tre chậm tre khô cho mình nhé. Đấy các bạn lại vót những cạnh. Ví dụ nhá, những cạnh mình cứ vót vuông rồi ấy, xong mình vót cái này bốn cạnh này nó lại thành tròn các bạn. Bắt đầu mình cứ khuyên các bạn là vót vuông trước.
đẽo ấy hình vuông, đẽo nhưng mà đẽo ba cái cạnh ở hai cạnh hai bên bên cạnh ở cái mặt bọng này. Các bạn vuốt dọc cái này nhé các bạn nhé, đừng có vuốt bị kiểu ngược này là nó bị nẹt nẹt là mất đấy các bạn, nó coi như là mất công vuốt xuất từ lúc đấy đến giờ. Các bạn nhé, mình mới ở đây điểm này chưa, còn đêm mình có quen rồi, còn các bạn lúc gót đi lấy đào đào cho đào con đào vào đấy, con đào rồi. Nhưng mà các bạn đừng, mình khuyên các bạn là không nên yếu chỗ đoạn từ đây đến đây quá nhá, bạn chỉ yếu có mày thôi, chỉ yếu từ đây mất ra đây thôi bạn. Khi nhau ta đi làm nhờ là nhiều đến luôn rồi. Nhớ ai chứ mình làm cái đi tặng rồi có mình dưới nhá. Thì làm này mình cũng chưa được bật kiếm tiền đâu các bạn. Bạn ai xem thì đăng ký ủng hộ mình nhá. Thì mình có chi phí để làm vậy. Bây giờ đang làm chưa có gì các bạn. Cái nắn này cho nó dẻo cái tre lên nhé, thì tre mới đầu là nó cứng lắm ạ, và cái nắn này cho nó dẻo cái tre ạ, thì nó thành phát thành nếp ạ. Thế thì thôi lấy vợ về cũng thế, và trước khi vợ cứng mình phải nắn từ lúc mình mới về các bạn.
lấy chồng đi các bạn, ai lấy chồng về phải nắm nắm chồng chứ, lấy chồng về để chồng ho he đập chết ngay các bạn. Nói rồi thì vợ mình cũng là ai lắm. Từ nói đi thôi, vợ mình nó cũng quá nhìn suốt đấy. Làm cái gì đó. Bạn vuốt mềm, thấy mềm mại rồi bạn. Các bạn cầm của cái kia này, nắn thử, đấy, các bạn nắn thử nhé. Nếu mà nó cong đều được các bạn nhé, đấy, cong đều. Thế các bạn cứ nắn này cho mình, không mất gì đâu, tay bóp thật, bóp mềm mại các bạn, không mềm mại nó không sướng, phải mềm mại nó sướng ạ. Bên này được rồi thì bác lại các bạn lại chỉ sang bên này nhé. Xem cái quay như thế này đúng đấy không? Quay rồi. Mẹ bảo nói chuyện mình đi. Các bạn. Thế hôm nay mình sẽ làm diều thời ngày xưa các bạn nhá. Bây giờ hiện đại quá. Tôi cần diều diều vải diều giấy. Mai mình có ý, nếu mà mai có gió mình có ý tưởng trò chơi bằng diều các bạn nếu mà thích thì mình sẽ làm, tại vì mai có mưa không có gió bạn, nếu mai có gió mình sẽ làm trò chơi bằng diều nhé bạn nhé. Các bạn chỉ cưa nhẹ nhàng bình tĩnh hay không đi đâu một bộ các bạn, làm diều không đi đâu một bộ các bạn, tại vì nó là khung nhỏ các bạn nên rất là phải bình tĩnh các bạn nhá, không có gì phải vội cả. Làm càng bình tĩnh bao nhiêu thì cái điều của bạn nó càng đẹp bấy nhiêu, nhưng mà đẹp bấy nhiêu nó lại không nên bấy nhiêu. Các bạn cứ nào đẹp thì nó lại càng không lên, các bạn cứ nào xấu cho mình càng xấu càng dễ lên. Giống mình nó làm nó đẹp quá nó không lên, các bạn cứ làm xấu ấy. Xấu tuyệt xấu cho mình. Đó, mọi người thấy mình nói có đúng không? Cái gì diều xấu càng dễ lên, nhiều điều đẹp nên quay như đúng rồi. Nhưng bây giờ bên này nó cứng nhỉ, các bạn lại nắn tiếp, lại nắn tiếp đâu mà mềm, không đi đâu một vội, cứ đi nắn thôi các bạn. Nắn lúc bạn cảm giác sờ cái này nó mềm mại thì được các bạn, mới đầu nó cứng nhỉ, các bạn nắn nha, đừng có mở thấy cứng các bạn gót tiếp, không phải các bạn. Cứng các bạn phải nắn cơ, nhìn nó đều, nhìn hai bên này nó đều rồi các bạn không nên vót nữa nha, nó cứng quá thì các bạn phải nắn đấy, các bạn phải nắn này, nắn cho nó mềm mại cái này đi, nhạc cứng quá thì các bạn thấy một bên cứng một bên sau nó mềm thế, nhưng các bạn phải nắn nó mới đều các bạn đấy nha. Đây là mình làm mô phỏng thôi các bạn, làm đẹp vừa thì nó mới lên đẹp quá, không nên thì bạn lại cười. Có nhiều lúc mình làm không nên đầy, ngày xưa mình làm cũng có nên đâu. Không phải lúc làm nhiều bé này nó khó hơn nhiều to các bạn. Làm nó không nên kỳ lạ, không nên nó nhiều hơn là nhiều to các bạn.
Đây là các bạn lấy tiếp này. Đây mình làm không cứng nha các bạn nhá. Đấy là sở thích từng người thôi. Còn các bạn cũng bảo là cái sao làm không cứng thế, là to thế. Đấy là do từng người thích làm không được gì thôi. Còn mình thì làm không cứng các bạn nhá. Mỗi người một sở thích, không ai giống ai các bạn. Nên là bảo sao nhiều người lại thích yêu những người to, nhiều người thích yêu người nhỏ, nhưng mình lại thích yêu không cứng, đều kiểu thế các bạn. Phải cứng cáp thì mình nó mới thích. Phải cứng nhỉ. Lúc đầu ai cũng thích rắn luôn. Đấy nha, xong rồi các bạn chỉnh nha. Giờ mới là mức quan trọng, các bạn chỉnh lên cho mịn đẹp nha. Ví dụ như các bạn nhìn thấy cái hai khung nó đều như nhau rồi ấy, các bạn chỗ nào mà các bạn còn thiếu sót, ví dụ nhìn thấy chỗ nào nó mốc mô ấy, bạn cứ gạt cái này cho mình. Gạt cái này cho mình nhá. Càng cẩn thận bao nhiêu thì nó càng hỏng bấy nhiêu. Các bạn, người ta nói nhiều càng hỏng bấy nhiêu. Cái nào vừa vừa đấy. Như mình là dễ hỏng quá, dễ không nên lắm. Đây mình làm giường nhỏ đó các bạn nhé. Nếu mà giờ to thì làm các bạn to, à các bạn nhỏ không làm được các bạn. Nên mình đây mình hướng dẫn những ai mà mới chơi đầu mà chưa biết làm rồi. Đây nhá, mình làm như này. Đây, đấy. Con nắn nhìn đều, nhìn nó đều cho nhau là được các bạn. Đấy mình nắn ở, ví dụ nhá, nắn ở hai ngọn này mà nó vuốt thì là được. Còn nếu mà các bạn nắn ở đây mà chỗ này mà nó lại không theo cả vòng tròn này thì sau này đâm các chỗ này nó quắp lại các bạn nhé, để nó quắp lại chữ V này. Nhưng mà các bạn phải chủ yếu là yếu ở hai bên này thôi đấy, khua nó chạy ở hai bên này đấy. Ví dụ hai bên này nó cong thôi nhá, nhưng mà chỗ này không được cong các bạn đấy. Nhưng bên này cũng thế nhá, hai bên này cong này. Đây các bạn nhá, đấy các bạn thấy chỗ này cứ như bạn nắn nhá. Nắn rồi, ví dụ mình nhìn thấy đều rồi là mình không được vót nữa các bạn. Nắn rồi. Xong rồi khắc lên đều các bạn. Vót đều rồi mà nắn ở cái to cái nhỏ thì mà các bạn vót thêm nữa là cái to cái nhỏ thì là nó không được cân mà. Đây các bạn nhá. Đây các bạn này, xong bạn soi này, xong nhìn đây này, hai khung này, khung nào bé thì mình vót to mình vót thêm nha các bạn nhé. Này bảo là bé vót thêm đi thì bé hơn nhiều quá không được. Giờ đừng các bạn đừng béo nhanh nha, các bạn chỉ gạt ngay cho mình. Nhẹ nhàng các bạn, cứ tình cảm đến lúc mình chia tiền nữa. Để có cân tiểu ni mình đặt cân hai cân lên nữa, không có thiết đâu các bạn, nó chỉ tương đối thôi. Giờ này nó tương đối là nó lên rồi mà, mình bỏ rồi cứ không cần đẹp quá, càng đẹp nó không lên các bạn. Đây nha. Đây các bạn. Đây. Cái này nó thành cái này các bạn.
đấy các bạn khi theo các bạn thích bầu thì bạn làm bầu nha. Đấy bạn đo khung, đây là khung khung cái nhá, bạn chọn cho mình một khung cái bạn gót đi, tương ứng với chiều, đừng to quá mà đừng nhỏ quá. Dầu giá thì không cái bé mà. Có rẻ này thì mình vót thoải mái không sợ đứt tay được. Thế các bạn nhìn tương ứng với diều ạ. Nha các bạn đo nhá. Đây, những đo các bạn nhìn, các bạn thích bầu hay là thích cắt thì bạn to cho nằm ở cái cánh dưới này nha các bạn nhá. Đấy. Đấy, đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Đấy, mình ở trước mình muốn lấy đầu nào là trên đỉnh đầu mình cứ một bạch trước này. Đấy các bạn đặt đây. Đấy. Khi mà các bạn đặt đây xong các bạn biết chỗ rồi các bạn lấy vào đây nhé. Các bạn này, các bạn cứ tiếp rồi. Đấy các bạn có cưới hai đầu nhé. Đây bạn nhé. Đây rồi. Đấy các bạn đây nhé. Còn đâu đấy diều mình sẽ không làm rái nhá. Hầu như các bạn biết rái rồi ấy. Diều rái làm như nào rồi thì bạn ấy, còn diều mình không làm rái, mình làm kiểu ngày xưa các bạn nhá. Và nát tách ấy. Nha. Các bạn buộc cái này cho mình. Buộc ấy đây các bạn, cua ngược lại ở đây. Các bạn đặt cua đây này. Nhưng mà các bạn nhớ là có cái đầu ấy bạn kẻ giữa nhá. Nó đứng dưới tâm này. Rồi. Chân nó to hơn. Đây luôn. Mình ấy cái máy phát đây này. Thì xoay được lên này. Thế nha, cái vạch cái mấu này. Cái mấu ấy nha, mình sẽ ở đặt ở giữa nha các bạn nha. Rồi xong mình cua đây. Cua lên này các bạn, lại cua về đây, cua lên đây các bạn nhá, lại cua lại này nó chắc đấy, các bạn siết vùng tròn đây nhá, siết vùng tròn cái cổ này đấy, xong bên kia bạn các bạn cũng làm như thế nhá. Đấy rồi, đây bạn ấn này các bạn buộc vào. Nha các bạn, xít chỗ này không buộc được sát vào. Để cắt. Cắt vào tay đây nha các bạn nhá. Nếu mà ai cẩn thận nữa ấy, thì cho cái con voi vào trong này. Đấy các bạn.
Đây, cho một cái cầu vòi đây thì nó đỡ sơ xây sơ lại các bạn nhá. Cả diều to cũng thế nhá. Diều con hay diều to vẫn các bạn cũng làm thế chắc chắn nhá. Đấy, như mình làm thế. Thế xong rồi các bạn này, xong tiếp tục các bạn này làm thế này nhá. Tiếp tục các bạn này làm bên này như thế. Chia giữa rồi các bạn. Ngoắt này. Được gọi ngoắt, ngoắt này, không ngoắt cái này, không ngoắt cái này. Ngoắt này xong bạn quấn vuông tròn đây. Quấn vuông tròn ở giữa hai khe này. Các bạn. Quấn vuông tròn đây cho đỡ xê đỡ chạy như buộc kiểu như là có buộc giáo các bạn. Như những các bác thợ xây có buộc giáo. Thế chắc các bạn. Thế xong bạn buộc vào nhá. Đấy là các bạn gió cái keo ở đây nhé. Cẩn thận gió vào tay quá. Cứ kê này, hai kê này, cứ hai này. Anh em nhớ nhá, lưu nhá. Cái này là cái này của bác, các bạn là cái đầu nhá. Thì bác cho lên đầu, thì bác cho ra ngoài. Thì đây như đan này, đan ngoài này các bạn nhá. Nó cũng là kỹ thuật thật đấy các bạn. Thế ví dụ cái này là trên đỉnh đầu đây, còn cái này là đít nhá. Ví dụ như cái này là đầu thì mình sẽ đặt ở bên đằng 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 bụng đây thì các bạn đan ở trước này để đan trước thì không phải đan sau này nhá, đan trước này. Đấy là mỗi người một kinh nghiệm thôi, còn mình thì hay đan ở đấy. Đây. Đây rồi, các bạn xuống một vòng chỗ này nhá, dây vào, xuống một vòng. Đấy, mà đo lên đây bằng nào, xong bạn cắt dây. Để dài thêm, ra một củ quả. Nhá, tức là trên này đầu nhá, các bạn cho về đằng trước rồi, thì bên này các bạn cũng đan về đằng trước rồi nhá. Ví dụ đan về trước này thì không phải đan về trước này nhá. Đây ví dụ cái này nhá, bạn đan về trước này. Để tùy theo các bạn cong ít hay cong nhiều, mình thích cong vừa vừa được các bạn. Bạn nhẹ nhàng ấy, tại vì cái này nó rất chi là rất chi là không có bé các bạn. Anh Đại ơi. Anh Đại. Ừ. Anh làm cho nhau nữa. Nhá, bây giờ các bạn tụt cho nó đều. Đấy các bạn, đây. Thế nhá, ví dụ xong như này rồi nhá. Các bạn để ngoài này đây. Các bạn lấy một cái cây ấy, đo từ đầu cái này sang đầu cái này, từ đầu cái này sang đầu như bên này đấy, bên này nó dài hơn quá thì mình lại phải nhả bớt trong này bạn. Đấy, đây các bạn đan như này, nhả ít được các bạn, nhả nhiều không, nhả cứ nhả bên này nhả bên kia nhiều không rồi con đưa đi đưa lại được các bạn. Thế là được em bạn nhé. Đấy, mình thì đang được rồi. Sao các bạn lấy cái dây, lấy một đoạn dây nữa, buộc chắc chỗ này nhá.
các bạn đo và cho ra giữa tâm nhé. Đấy, giữa tâm các bạn lấy dây các bạn buộc chắc à. Đây các bạn, bạn buộc chắc cái này vào nhé, không có xây đi xây lại. Không phải, đây các bạn này. Đấy nhá, xong bạn lấy giữa tâm rồi nhá. Cái này thì xong bạn rửa cái em coi cho chết, cho đỡ đi như này coi các bạn nhá. Đấy, thế là đấy, xong bắt đầu đây của mình gần như này. Đấy là chưa buộc xong bạn, nó đã đẹp cái này rồi đấy. Đẹp rồi, các bạn nhá, bắt đầu bạn buộc cho mình. Cái này nhá, đấy nhá, ví dụ xong mình bắt đầu đến các bạn, ví dụ nhá, những ai thích dầu mình cắt hoặc là bầu ấy, nếu mà dầu tùy người thích nhá, giờ mình sẽ bỏ ở đây để bạn hút đây rút cho nhanh các bạn. Bây giờ các bạn quát gần xong rồi mình bỏ ai ra nhé, cho nhanh để cho nó đâu xuống. Tiếng vào trong bên này cái kéo các bạn nhé, rút cho nhanh các bạn, chờ cái này cùng các bạn biết trong bên thế nào các bạn nhé, cắt đây. Rồi các bạn thích cắt hay bầu thôi nhá, mình thì là thích hơi cắt các bạn. Đấy thì mình bóp ở đây đấy các bạn nhá, không đo à. Nhớ là đo cả cái bột này nhá, đây các bạn đo từ đây xuống đây nhá, đây không mình cũng sang từ bên này sang bên này các bạn, đây mình chọn đến chỗ đầu này thì mình lại cho chỗ đầu này các bạn nhá, ở sườn chỗ xuống mũi ấy các bạn. Đây là nếu mà ai cẩn thận nữa thì lại bỏ cái con voi đây, tính mình tính cẩn thận, cẩn thận quá nó không lên các bạn. Đấy nhá, xong này giờ các bạn sang bên này rồi. Không phải để làm video đây nhá các bạn nhá, xong cái này ví dụ mà các bạn làm này nhanh này, buộc đây này. Bộ ở đây ông tút trong này, không chỉ được tút được bạn. Đấy, chỉ được tút này thôi. Đây bên này bạn thấy nhá. Thì nhá mình cắt lấy một mẩu này nhá, để mình đo nhá, thôi nhá. Thế nào thôi. Đây bằng này, đây đang nhóm bộ. Sướng quá, hùng chóng đít vậy. Tí nữa là ủi để thằng ấy đi. Hùng này bóp cho tao nữa. Đây các bạn ơi. Đây nhá, cái này bằng ví dụ đây nhá, mình cái đo đây, bằng đây nhá. Bằng đây này. Đấy bằng này nhá, mình đo từ đây tới xuống đây bằng này. Các bạn cứ chặt thôi nhá, cứ chặt thôi. Đây, xong bên này bạn cũng thế nhá. Bạn đo bằng này. Trước khi đo nhá, bạn nhớ cho mình là trước khi đo bên này thì mình phải đo cái chiều này trước á. Rồi này, đo chiều này này. Để đo chiều này nhá. Đây đo chiều ngang này của hai này này. Nghĩ kỹ nhá. Đo chiều này bạn cắt đây. Thế là mình được hai cánh này. Đây hai cánh này nhá các bạn nhá. Một cái dọc, một cái ngang nhá. Đây cái này để mình xin ngang bạn. Đấy là mình buộc đây mình xin này. Đấy là mình đo cái này ở đây. Giờ to cũng kia nữa các bạn cũng làm như mình nhá. Đấy là bạn đo chiều này.
đấy, ví dụ cái này nó nhỏ ở đây nhỏ hơn các bạn đi nhá, đi ra đóng đi nhá, đây nó bằng này nhá, thì mình sẽ cho xít cho nhỏ lại thêm nữa nhé bạn nhé, đấy cho nó đều đều cân nhau bạn, các bạn cứ làm bình tĩnh thôi, không đi đâu mà vội bạn, đằng nào cả chiều rồi xong, đằng nào này bạn làm chỉ buổi trưa bạn đây nhá, bằng rồi nhá bạn nhá, bạn siết vào, lại buộc vào nhá bạn ạ. Đấy nó vào này, giỏ keo đây. Tôi chắc chắn bạn. Điều của bạn cách chắc chắn bao nhiêu thì nên gió nó càng không bị đảo, không bị này qua nhá. Đấy của mình như này các bạn lại tiếp tục nhá. Vẫn cứ đấy các bạn nhá, vẫn cứ ngang này, mình lại đo đây. Này mình chỉ cần rút vào đây cái là xong, mình rút ra được bạn. Đấy nha, rút vào đây xong mình đo này, mình cắt dây bạn, xong mình lại cuốn vào đấy, không các bạn lại thích, ví dụ lại thích cắt nữa. À, cắt thì các bạn lại siết cho mình nhá, ở đâu là mình hiểu hơi siết hơi các bạn. Đây bạn này, đây nhá, đúng cái điểm này đó nhá, để mình đo đây đúng cái điểm này nhá, thì mình sẽ đặt đây và siết này, đấy thì theo bạn, các bạn siết là cánh nó càng cánh cắt đi hay là cánh bầu, do bạn các bạn mỗi người một sở thích các bạn nhá, ở đâu mình hướng dẫn đây thôi, chi tiết là nào bạn nhá. Xong bạn lại mở keo vào đây, đấy những cái đầu mối này cửa sau tí bạn cắt sau được, đấy xong mình nhặt tiếp được cái này và với cái bên kia xong tí mình làm sau bạn nhé. Nhín á, tao đang buộc mày cứ về về em nhé, cái nào với thằng em mình nhận viên loại nào bây giờ ở kia thì cho mình xem kết quả của nó nhé. Đấy bạn xin nha, ví dụ bên này không bạn lại tiếp tục đi đầu vội các bạn, đấy lại tiếp tục cái này, các bạn lại đo này, lại cắt bên này, nó chỉ đơn giản thôi các bạn, đấy, các bạn cuốn vào đây nha, đây các bạn này, các bạn lại đo đây, rất chi đơn giản. Đấy. Lại tiếp tục các bạn, lại tiếp tục các bạn. Lại đến đây, lại tiếp tục cái này, các bạn lại hút một nút đây cho mình. Các bạn lại buộc sang đây, xong hút xong cái này. Không để mình rút đi. Đấy các bạn lại rút này. Đấy mình lại tiếp tục làm bên này. Nó chỉ có thế thôi các bạn. Dần dần khắc thành. Các em nhỏ là chú ý là cẩn thận bao nhiêu thì nó lại không lên bấy nhiêu nhé. Nhưng mình là việc cẩn thận bao nhiêu thì nó không lên bấy nhiêu ạ. Như này đây. Rồi nha các bạn nha. Lại tiếp tục đây. Đấy là chưa được theo bạn, lại dò theo cho mình. Rồi ít rồi. Ừ.
tôi cũng có đây rồi. Lại tiếp tục trên này tiếp. Nha bạn, lại hút tiếp. Lại hút tiếp ạ. Lại cho đây. Lại buộc không này. Lại tiếp vào đây. Lại mấy cây đo. Đấy. Lại cái kilo ạ. Quỳ. Đây các bạn lại đây cây cho đo này nha. Lại cắt đây nhé. Vẫn chỉ có bước đấy các bạn. Là chúng ta được bây giờ. Bây giờ lại cái này bạn. Đi bạn nha. Bạn này. Đây. Đây mình sẽ lấy này nha. Mình cắt đi. Đưa nó keo lên đây. Đưa nó keo. Đây các bạn. Đây bạn nha. Này rồi các voi đây nhá. Bây giờ mình tính cẩn thận các bạn. Cẩn thận quá lại lên. Lên dây. Thế nào. Đấy nha, một bên xong bạn dây mình. Một bên xong. Còn mình đi xiết bên kia nhá. Đây các bạn nhá. Đây, tiếp ta lo tiếp. Đây, ta cắt cắt. Nha các bạn lấy đây nhá, thằng dưới nhưng mà bắt trước khi các bạn lấy cái này bắt này, các bạn lấy đo bên này mình, đo bên này các bạn vạch đi nhá, đây các bạn vạch đây để tí mình nhìn cho dễ các bạn nhá, đây xong lại đến lại đến đoạn này mà lại tiếp tục đo bên này, đây đây vẫn cái cỡ này các bạn nhá, không thay không thay cứ khác các bạn, tí trẻ thôi để anh làm video không ra hàng ngoài không ổn. Đây bạn nhá. Đây nhá, xuống đây nhá. Để nó ngoài này thì mình nhả bớt ra bạn. Đây, đúng bằng cái cữ này nhá. Đây, cữ mình nhờ nó đây. Mình xiết cho bằng nhá. Đây qua đây. Ở đây chúng ta kia bắt đi, ra chỗ đoạn kia không bắt, không bắn hết và thiếu ở máy quay của anh. Đây các bạn này, đây chỗ kia bắt này. Đây các bạn này, đây nha, cứ cái chỗ mình đây nha. Mình sẽ đo ở đây tiếp. Đây các bạn, đây đo ở đây chưa. Đây bằng cứ nhá, bằng đúng mép cứ nhá. Đây bằng đúng mép cứ rồi, thì mình lại buộc nha. Đây là mình là hướng dẫn cụ thể nhé, từng chi tiêm một các bạn. Đây lại giỏ keo cho mình, đấy là cẩn thận các bạn, cẩn thận mà đâu ai cũng cẩn thận, không cần giỏ keo phí keo thì không nên phí keo mà. Đây các bạn bồ hút này cho mình, lại quấn tiêm, lại tiếp tục. Đấy là những bạn nhỏ thì ai chưa làm thì xem video này mình sẽ hướng dẫn cụ thể các bạn nhé. Đây các bạn. Đây này. Đây nha, xong bạn cắt đi nha, lại cắt tiếp nha. Đây đo, lại đo bên này. Vẫn không đủ đủ cứ khác các bạn nha. Đây, nếu mà bạn cẩn thận nữa ấy, thì bạn hãy đo bên này tiếp cho mình. Đấy, các bạn để hơi gập gập nha. Các bạn lấy cái gì bạn đánh dấu đây cũng được. Đấy. Đánh dấu thì tí lại phải cắt cái khác mà. Đây. Quấn một vòng đây.
đây nhá, xong nó lại đo cho mình nhá. Đây nhá, bây giờ nó đang là bẹ, đang là to hơn các bạn. Xiết thì vào một nữa, xiết vào một ít nữa. Đấy, vẫn bị xiết vào một ít nữa. Đấy. Đây bạn nhặt bằng rồi nhá, bằng để cho hai cánh nó cân nhau các bạn nhá. Bằng các bạn lại nắm tiếp tục cái bên này nữa nhé cho mình, bao giờ hết thì thôi. Thế là tuột rồi đấy. Tao biết rồi. Tuột kia rồi. Đây bạn hãy đo cái này cho mình nhé. Chỉ hơi cắt được các bạn, để tí đo cái sau. Nặng vào đây. Đây bạn vào đây tiếp. Mới đeo vậy. Nào đấy đâu. Cảm ơn chủ. Cứu đây các bạn nhé. Đây rồi đây. Đấy, thế là bằng rồi ạ. Thì nó không bị cánh to cánh nhỏ các bạn nhé. Đấy, tôi lên nó kéo quay. Bên này bác lại đo tiếp, nhưng ai cẩn thận nữa lại đo tiếp các bạn. Đây mình hơi bẻ gập phát cho nó rõ ra được. Đây xong rồi lại bên này. Không đi đâu các bạn. Cứ từ từ rồi. Đấy. Đây nhá. Các bạn lại quấn vào. Lại đo bên này cho mình. Đấy thì nó bằng các bạn nhá. Cái bằng chỗ mình đo à. Nếu ai đến hay nhớ đăng ký ủng hộ anh em mình nhá. Link kia đăng ký ủng hộ anh em mình. Đó. Các cái dây thừa cắt đi nhá. Đây. Nếu ai đấy thì làm thì giỏ keo xong các bạn nhá. Đây mình làm tiện giỏ keo luôn. Bây giờ mình bắt đầu giỏ keo nhá. Cẩn thận keo nó dính vào tay đấy nha các bạn ơi. Đây là diều mình gần xong các bạn. Đấy, đẹp không các bạn, thấy đẹp không? Đây, các bạn nhìn thấy đẹp không? Nhìn giữa chưa? Tiến, tiến. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Đấy các bạn nha. Nếu mà ai thích diều này thì comment bên dưới nha. Để mình tặng ai comment đầu tiên thì mình sẽ tặng đó nha. Diều hơi nhỏ nhưng mà nó có ý nghĩa. Và đấy, còn đâu là nếu mà ai cẩn thận nữa thì đan cung rộng như này nhá. Ôi đan cho nó chất nhỉ. Các bạn diều bé đan cho nó chất cho nó giống. Đây mình chỉ mô phỏng để cho các bạn làm diều to thôi nhá. Còn đâu diều bé này không cần thiết đan các bạn. Đây là mình chỉ làm mô phỏng để cho diều to các bạn làm theo vậy.
Đây là tự ứng chừng bên này rồi. Cái này ứng này. Cắt đi. Đây là bạn luôn đây. Đây là mình chỉ làm được cho các bạn làm được to hơn nhá. Còn đôi diều bé thì không cần thiết các bạn nhá. Đây là mình chỉ đang hướng dẫn các bạn để cho các bạn làm được to hơn các bạn làm thôi. To hơn hay nhỏ hơn thì nó vẫn cách làm nó vẫn như nhau các bạn. Đây các bạn nhá. Đây các bạn, này ta. Giờ to hơn thì các bạn đan cũng như đan như thế các bạn. Ô không nên lấy tầm 6 này à? Không nên lấy tầm 6 này à? Tầm đây đâu? Đây. Đấy không? Đấy không mấy đâu. Đấy để không nào nắm đâu, không nào nắm thật thôi. Không hiểu. Cái tầm nhỏ hơn giống mình. Các bạn gần xong rồi các bạn nhá. Còn cái diều này mình sẽ không làm dái các bạn nhá. Cái này nó cũng nhỏ ra chứ không to luôn. Như này nó có màu quá. Thì sao em thích để mà đây các bạn. Đấy nhá, mình làm thêm sau khung của bạn nhá, giờ chỉ cần đợi khâu các bạn. Đây. Đây các bạn. Nên rồi bạn. Đấy mình sẽ mình cái này mình không làm dái, còn ai làm dái thì làm dái nhá, còn đâu là cái này mình sẽ không làm dái bạn, làm kiểu ngày xưa thôi nhá. Rồi cái này không vừa rồi các bạn đây đấy nhá, mình sẽ buộc một cái dây ở bên dưới đáy này nhá, để nó xịt cái dây bóng này lên các bạn, xịt đây nhá, bây giờ mình sẽ gắn nha. Nhanh các bạn. Đừng trên điều nhá, còn lên hơi được chưa các bạn. Mình sẽ gắn keo vào nhé. Bạn rửa keo cẩn thận vào tay.
đây bên này được 20 đoạn. Đấy các bạn ạ, đúng như kiểu này chưa các bạn. Đây, đây các bạn này nó trẻ nó không biết là làm gì các bạn nhé. Đây. Đúng là kiểu ngày xưa cái này nó phải phải nhìn rất chi là đẹp các bạn. Bây giờ họ mốt dùng vái các bạn, quên cái kiểu ngày xưa này rồi. Hôm nay mình sẽ làm lại kiểu này. Nhét hai vái có đúng vào. Làm quả hạt vái. Đại nhất là quả hạt vái. Hạt vái nhọn. Đấy, này lấy cho ít này, đây cho khoảng đống này. Ok các bạn nha. Phải mỏng hơn nó chưa to à. Các bạn xem cái dây thì càng mỏng nó kêu càng to các bạn. Kêu hơn vé sầu. Cái này gió to kêu to lắm, to hơn sáo các bạn. Ngày xưa nếu mà ai từng làm cái này rồi thì comment dưới nhé các bạn nhé. Công với trường vẹt này các bạn nhé. Thank you.
Chúng ta đang quay video cứ như vậy. Thứ hai này nhớ một cái mỏng này nó bằng mặt này, các bạn để như này các bạn nhé. Các bạn này, đây nhá, buộc như này cho mình nhá. Càng căng càng tốt các bạn. Cái túi bóng này này, càng mỏng càng tốt các bạn. Mình kêu hơi thối không kêu. Túi bóng này nó phải mỏng nó kêu to ạ. Anh vừa nó kêu vậy. Đây nha các bạn, buộc đây cho mình nha. Đây các bạn này, các bạn buộc cái này nhá. Vừa rồi bạn, thế là hôm nay không chắc được nhiều cho bạn xem rồi. Mình buộc cái này nhá, nó ngoảnh ra sau bạn nhá. Các bạn này sẽ buộc vào sau này nhé, buộc cân rồi các bạn. Hơi dày các bạn, cũng được, chắc cũng kêu. Thì nha bạn, ví dụ nha, nằm mềm nèo nhá, bạn sẽ tùy theo diều, kích thước diều các bạn, bạn áng chừng các bạn. Đây là ví dụ nhá, mình đo từ đây ra mình sẽ đánh giống cái này nhá. Đây là đánh giống cái này các bạn. Để đây, mình chọc lỗ. Đây, nhớ đây. Cầm máy quay đi cho anh. Đây các bạn này, đây nhá. Các bạn này, mình sẽ đánh dấu cái cây này nhá, mình nằm nèo các bạn nhá, mình chọc đây, mình chọc lỗ đây các bạn ạ. Đây các bạn. Đưa đẩy xuống đất được, đẩy xuống không? Mua các bạn. Đây các bạn nhá, mình sẽ buộc ở đây nhá bạn nhá. Đây các bạn. Đây các bạn là
đây đưa lo bằng dây cho mình nha. Nhá, bên này nhá, bên này cũng thế các bạn ạ, bên này các bạn đo bằng này rồi. Đây bằng này rồi các bạn, bên này bạn cũng phải bằng nhá. Đây bên này bạn cũng phải bằng này. Đây. Các bạn chọc lỗ đây. Đây nha các bạn nhá. Đấy chọc lỗ đây nhá. Bạn này cũng hút một lỗ đây cho mình. Đây nha. Và siết. Chưa rồi mình nhá. Còn tí bạn lấy cái nạnh đi kêu qua bạn gió đây. Đấy xong rồi đến dây này nhá. Nhớ là lấy điểm đầu là lấy cái nhào này bạn nhá. Đây ở trên đỉnh đầu ấy, mẹ lại cho ở bên dưới này thì bay ngược các bạn. Trời đang mưa các bạn, không mình test cho các bạn xem luôn nhưng mà đang mưa. Mưa đâu mà các bạn, như mưa sợ mưa gió. Thế nha, thế là mình có được cái này rồi nha. Đây các bạn, đây giờ này. Đấy, lại đi dầu chất không bạn? Ăn được không? Đây rồi, tắt tắt. Mình sẽ đi, mình đâm ở đây không có gió các bạn, nên mình sẽ ra sân bóng test thử các bạn nhá. Đây này, giờ mình đây này, các bạn xem đẹp không? Đấy, giống chất tao cho ấy. Đây.
nói không có dối bạn nhé. Thế là video của mình kết thúc rồi nha. Mọi người thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ giúp anh em mình nha. Có nút like nhớ like đấy và chia sẻ cho mình nha. Thôi chào tạm biệt các bạn. Bye.